Xin chào quý cô chú anh chị các bạn. Ngay cái góc cột trước cổng nhà có cây hoa dại. Cái này là hoa đông hầu vàng, tự nó mọc lên với xi măng luôn. Với xi măng mà cặp ở trong ở phía dưới nó có cát á, rớt hột xong cái nó mọc lên nó rất là tốt. Bông nó sặc sỡ luôn. Cây bông vàng vàng này hình như là cây bông sắc pháo. Bông nó cũng nhiều mà nó rụng cũng dữ lắm. Trước cửa nhà ba mới trồng mấy cái bông. Bữa mình cũng có hái hộp mấy cái bông cúc bông đồ mình gãi ở đây, hình như là nó lên nè, có cỏ nữa nè. Này chị Tư nấu món thịt kho trứng. Bữa bà bữa ba mua hộp vịt về ba ngâm nước muối hôm gài làm trứng muối, rồi bữa nay kho để nhiều quá không ăn gì cho nên nay mua thịt về kho luôn. Tại vì trứng muối nó mặn rồi. Cái này nấu theo kiểu bình thường thôi chứ không có đúng, để đúng là người ta phải trụng xăng rồi người ta làm tùm lum hết rồi cuối cùng mới nấu. Nấu nước dừa, một phần nước dừa, ba phần nước lạnh gì đó. Này nấu đơn giản. Ba cũng mới bẻ trái dừa rồi. Đơn giản. Ăn Tết thì mới cầu kỳ xíu mà. Để mình thái trái mận rồi thử có ăn được không. Thấy nó đỏ hấp dẫn quá. Không tin thì mở ra xem rồi không. Bác sĩ bóp vô đây nó mềm mập nè. Không bao không. Đây là bữa ăn đầu đời của bé đây. Đốt không kịp nuốt bé luôn. Bé Thảo Nguyên. Bé Thảo Nguyên không gà không chịu uống sữa mà đút là bé Nguyên ăn không kịp đút luôn. Nè nó hả họng ra nè. Đó. Thấy không? Người ta đòi ăn nè. Nó người ta đòi ăn nè. Một phần nước dừa, ba phần nước lạnh. Củi tre dễ đốt, trồng dốt dễ xài. Củi mục dễ ung, trồng cùng dễ khiến. Đốt củi tre ngày nào cũng có câu lại chứ. Hết củi tre trứng muối, muối nhà chắc nó không mặn.
mấy chục gói ba? Thằng mấy gói? 30 gói. Trứng muối này ba mua hỏng, ba mua mấy chục trứng vậy? 50. Dạ. Cái gỗ đó chắc 30 trứng không? Biết rồi. Còn 31 trứng đó. Chị Tư lột tiếng không đủ là chị Tư. Nãy mẹ ăn trứng. Còn 30. Nãy mẹ ăn cái trứng rồi đó. Rồi hồi bỏ trứng vô kiểu gì? Kiểu gì? Kiểu chàng luôn. Rồi hồi bỏ 30 trứng nó vô kiểu gì á? Cái nồi mỏng đó, nãy chị tính lấy cái nồi mỏng đó đó. Lấy cái nồi gan, cái nồi mỏng bự á. Nồi mỏng bự đó là dừa đó. Ừ. Thôi, chân nghe thật. Ừ, chi rồi thúi hoài. Chân muối mà thúi. Thật hay chân thúi. Mọi người thấy gì không? Đó là một con ếch. Đây có một con nữa là hai con. Ếch này chắc nuôi rồi nó xúc ra. Giờ mình tìm cách bắt nó lại. Còn con chui ra đâu trong ống bọng rồi. Trời ơi, không phải. Không phải con ếch mượn cá lóc. Vậy là con kia nó chui đâu rồi? À, rồi cá lóc đã vậy. Thả xuống mương nuôi đi. Vì dưới chị bị xử hay gì mất mạng. Tại vì dưới mặt mạng nó hết hộp chưa. Bầu luộc, đậu bắp luộc, đậu đũa luộc, nhúm lá cách luộc. Từ anh luộc luộc đậu bắp anh kêu cứ cắt đầu cắt đuôi hết. Chừng nào tao nấu canh chua tao mới cắt chứ luộc vậy nó ra hết khi đâu luộc là đâu có ăn nước đâu. Mỗi người có sở thích khác nhau. Em vẫn tuột. Còn nhiêu củ kiệu đây mốt nấu bún cá Kiên Giang. Cái này là cái gì? Da bò hầm xả. Da bò hầm. Lại dọn phụ mơ tư rồi. Cái này da dầu bò của chị Năm cho ba để tủ lạnh. Lấy ra luộc lại. Thấy hình như nó còn hơi cứng cứng nữa. Hơi dai. Có chứ nó vậy. Còn hơi cứng.
Múc mà nói gì lắm bấm nha trời. Tiếng Việt thì nó bị lỡ. Này rất tiếc. Rất tiếc là không có. Không có cái này hả? Không có cá. Không có cá nhưng mà có trứng. Con xin mời ông bà cô chú dùng cơm với gia đình của bé Quyền. Mời quý cô chú anh chị thưởng thức bữa cơm của gia đình nè. Bầu luộc. Mùi mỡ hổng hổng. Cái gì? Chín muối. Chín hả? Đâu ăn vô tư cơm không Viên? Con bơm không cũng không. Con mấy trứng nó nằm nổi trên á. Đây bầu nhóm luôn. Ăn chưa hết cái bầu nữa nè. Còn bỏ trong tủ lạnh phút nữa kìa. Rồi mời cả nhà ăn cơm trưa nha. Ăn cái đồng trứng với đồng trắng nữa. Muối này ba muối đâu mặn lắm. Phải dữ lắm nhỉ. Kỳ. Ngon không? Không có ba nấu vô đây nè, nó ra cái nước mặn trong cái nước này nè. Nó nhỏ bớt ra. Mà cái chồng đỏ nó ngon rồi. Y như người ta bán nè. Em hết ăn trứng muối rồi, trứng muối thôi rượu về ngon lắm trời. Trứng muối chắc khoai trứng muối không? Khỏi khoai trứng lạc. Cơm ơi. Bầu chín quá, lục quá. Bà đẹp quá. Bà đẹp quá bà. Có cho ngoại xứng đáng vậy thôi. Bà đẹp quá. Dài vậy là cứng không? Không ơi, trứng muối trồng đỏ ngon quá. Ngon. Nó hơi mặn. Da nước mặn hết à. Ừ, da cái nước. Không có trồng đỏ hay đâu mặn, chị ăn trồng trắng nó mặn không á. Không. Trồng trắng nó không mặn. Chị nói ngược rồi. Trồng đỏ không khi nào trồng mặn. Trồng trắng mặn. Trồng đỏ đâu khi nào mới mặn. Chứ trồng trắng là mặn hay không á, mới giá ra bớt rồi ăn ngon lắm. Chứ trồng đỏ rồi đó giờ nó không mặn. Cũng mặn. Cũng không mặn nữa. Ừ. Cái này nó không có mặn hơn. Nó hơi mặn thôi, mặn mặn chứ không có mặn nhiều. Không phải mặn như của cá muối. Bà ngoại làm sao bà bỏ hộp cơm mà nó nổi lên là được. Ừ. Bỏ hộp cơm nổi lên là nó mặn. Là 18 ngày á, 18 ngày là vớt chay vừa ăn luôn. Quậy chứ đó. Không có nấu nước rồi hả? Quậy luôn hả? Bỏ muối quậy chứ không có nấu nước nóng luôn. À, tao nấu. Ba nấu à? Nấu rồi cho nguội rồi, nó chắc ăn cũng chết gì cũng ngon. Ba không thấy ba nấu mà. Thì ngò mà mình quậy mặn mà mình phóng vô mà nó nổi luôn á. À, có biển hả? Ừ. Nó đang gò gò luôn. Ngày nào cái bự hết chút bự. Ba chiên muối này ăn ngon như ta. Tám nuôi mà chút xíu mà bự vậy đó. Tám nuôi gà ngáo. Kiểu làm chắc thử lũi chứ không ngon. Không đẹp. Đâu cần đẹp. Nó giòn được rồi. Cũng đẹp. Mấy kia cũng dài chết. Cũng dài. Này cũng dài. Mình cũng vừa ra một chút luôn. Thấy của kiểu đẹp. Cơm ngon thì được. Vậy á, cái giòn gậm luôn mới nhai. Còn cái chừa cái kia cái nó mới dai nhất rồi. Cái uống á. Mấy trứng này là muối nó nổi lên trên nè. Nổi lên trên nó đi nó không thấm muối. Nó không thấm muối. Đâu rồi, cái dịch. Tự mà ăn hết rồi. Má nó. Ba mẹ. Thích ăn nhân dịch thôi. Thấm thấm dễ lụm. Anh Tư cũng vậy nữa. Ăn mấy trứng nó thèm à.
Lộn. Lộn mà nó bự. Con bự mà. Còn nở. Gà nó ấp có 18 ngày nở hả? Tháng mưa thì ấp 20 ngày, tháng nắng 18 ngày. Là 15 ngày. Cái này ăn với cháo ngon, cháo trắng. Mình nấu cháo trắng ăn ngon. Sáng hôm nay mẹ yến mạch à? Yến mạch. Chứ dịch nó thì ra. Còn nữa trứng à? Thúi á. Ta ăn với yến mạch như ăn cháo. La 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 la